Hey, xin chào và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Cao Su trong chuyên mục Fun Day Game. Có vẻ như cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa quay trở lại với thể loại giải đố game nhẹ nhàng cho đỡ hại não nhỉ? Nhưng mà nhẹ nhàng với các ông thôi chứ không phải là với bọn tôi. Trong video ngày hôm nay, tựa sẽ đem đến cho anh em một tựa game có tên là Dinner with an Hour. Với những ai đã từng chơi qua rồi thì có thể thấy cốt truyện của trò chơi này khá là đơn giản. Nhưng cơ su mà, bọn tôi chuyên đi giải đáp những thứ không ai hỏi. Vậy nên bắt đầu video luôn nhá. Trước khi bắt đầu, nhớ bấm nút like cũng như đăng ký để cơ su có một cái Tết ấm no anh em nhá. Giờ thì bắt đầu thôi. Phát triển và phát hành bởi Boring Suburban Dev Studio, Dinner with an Hour xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 thông qua Steam. Đây là một tựa game point and click có lối chơi đơn giản và dễ tiếp cận. Nếu đã từng thử qua Never Ending Nightmare thì hẳn là anh em sẽ thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai trò chơi đấy. Tuy không đến mức quá kinh dị, song câu chuyện cũng như bối cảnh mà Dinner with an Hour mang lại thì vẫn rất kỳ bí và cuốn hút. Tựa game bắt đầu đưa ta vào vai của Mr. Webb. Anh được mời đến dinh thự của quý ngài Brown để tham gia một vụ thương thảo làm ăn giữa hai người. Khi đi đến nơi, không gian ở đây đã toát lên một vẻ rất xa hoa và lộng lẫy. Dinh thự của ngài Brown thậm chí còn có cả quản gia riêng phục vụ. Người này tên là Declan. Qua trò chuyện, ông ấy nói rằng ngài Brown đang đợi chúng ta ở văn phòng cuối hành lang và chỉ cho chúng ta lối đi đến đó. Tại đây, nhân vật chính đã hoảng hốt không nói lên lời khi thấy ngài Brown hóa ra lại là một con cú mang hình người. Mr. Brown. Nice to meet you, Mr. Webb. But you... Did you have a nice arrival? Are you... okay? I'm fine, thank you. You look hungry, though. Business can wait until tomorrow. Well... But before we eat, you have to meet the other guests. Guests. Sau đó, ngài Brown đã dẫn ta đi gặp các khách có trong dinh thự. Họ bao gồm một cặp mẹ con là April và Josie. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nhân vật chính choáng ngợp. Không có cách nào khác, anh chỉ có thể miễn cưỡng cùng dùng bữa với mọi người. Trong khi ăn, nhân vật chính đã cố gắng đề cập đến ngoại hình của quý ngài Brown, nhưng lại bị April cắt ngang, nên anh cũng chẳng thể nói gì hơn. Giữa anh ta và April sau đó có một cuộc đối thoại riêng. Qua đó, nhân vật chính đã bày tỏ toàn bộ cảm xúc khó hiểu của mình từ đầu đến giờ. April chỉ nói nhỏ rằng anh không nên làm phật ý ngài Brown vì ông ấy rất đáng sợ. Cô cũng không tin tưởng người quản gia Declan và rất muốn rời khỏi nơi này. Nhân vật chính nghe được điều đó thì đã đồng ý giúp đỡ hai mẹ con April. Cô còn cảnh báo rằng ngài Brown có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người. Nếu muốn ngăn cản ông ta thì phải hành động thật nhanh. Và trên hết, nguồn nước trong căn nhà này đã bị ông ta bỏ độc, nên anh tuyệt đối không được uống. Ngày thứ nhất kết thúc. Sang đến hôm thứ hai, nhân vật chính gặp lại Mr. Brown trong văn phòng làm việc của ông ta. Cả hai bắt đầu bàn bạc làm ăn. Cuộc trò chuyện đã tiêu tốn nguyên một ngày. Khi tiến ra ngoài hành lang, ta gặp được lại Declan. Người đàn ông này chia sẻ về một số thứ liên quan đến bữa ăn tối. Nhưng kỳ lạ thay, giống với April, Declan cũng cảnh báo nhân vật chính về nguồn nước bị nhiễm độc. Nghe thấy điều đó, nhân vật chính cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ người quản gia trốn khỏi đây. Để đáp lại, Declan chỉ gợi ý ngắn gọn rằng trong bếp có rất nhiều dao và ta có thể sử dụng chúng làm vũ khí. Nhân vật chính nghe theo và cầm sẵn một con dao trong người. Sang đến ngày thứ ba, khi nhân vật chính đang đi ngoài hành lang, thì đột nhiên bắt gặp quý ngài Brown xuất hiện từ trong bóng tối. Lão nói rằng đã phát hiện ra toàn bộ âm mưu của chúng ta ngay từ ban đầu. Ấy vậy nhưng lão chỉ trừng phạt người quản gia, chứ không hề làm gì nhân vật chính cả. Chính vì lý do ấy nên người chơi đã có cơ hội để dùng dao và xông vào kết liễu ngài Brown. Khi cả bốn người đang chuẩn bị trốn khỏi dinh thự thì đột nhiên nhân vật chính lại trở thành một ngài Brown khác và thế chỗ ông ta. Từ đây, tựa game sẽ vẫn tiếp tục diễn biến và những nhân vật chính đến sau sẽ bị thay thế bằng những người khác như là Relay, Chamber hay Dawson. Mọi thứ không có gì thay đổi với 3 ngày đầu tiên nếu như ta tiếp tục mọi thứ theo trình tự cũ. Khi mà mỗi người đàn ông mặt cú chết đi thì nhân vật chính tiếp theo nghiễm nhiên sẽ là người bị thế vào. Nếu bị mắc kẹt trong vòng lặp đủ lâu thì sang ngày thứ 5, game sẽ xuất hiện một bài hát
nhằm đưa ra manh mối trợ giúp người chơi. Nghe nó khá là can đình trị nên tôi sẽ không sâu phun ra đây. Nhưng cũng nhờ bài hát này mà tôi biết được cách thoát khỏi vòng lặp. Đó là thay vì dùng dao để kết liễu người đàn ông mặt cú, ta hãy giấu nó vào trong chỗ để dù cạnh người quản gia. Mục đích của việc này là để giúp cho nhân vật chính tiếp theo sẽ có dao ngay từ ngày đầu tiên. Và nếu như anh em ám sát người đàn ông mặt cú ngay khi vừa đặt chân đến biệt thự, thì game chắc chắn sẽ kết thúc. And never look back. Ok, vậy qua phần tóm tắt vừa rồi, tôi đoán thắc mắc đầu tiên của anh em đó là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với căn biệt thự này vậy, có đúng không? Như bên trên tôi đã nói, mọi thứ xảy ra là một vòng lặp. Nhưng cần lưu ý rằng đây không hề là một vòng lặp thời gian. Vì với mỗi nhân vật đặt chân đến căn biệt thự này, họ đều sở hữu cho mình một cái tên, như là Mr. Webb, Relay, Chamber hay là Dawson chẳng hạn. Còn để giải thích cho sự tương đồng về hình dáng giữa những người này thì tôi chỉ có thể nói là do nhảm game lười. Vậy thôi, và để hiểu được toàn bộ câu chuyện thì trước hết ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nhân vật trung tâm của trò chơi, người đàn ông mặt cú. Cho tới hiện tại, ta được biết được mục đích của ông ta là cố gắng liên hệ với các đối tác làm ăn, đưa họ đến căn biệt thự của mình, rồi từ đó dùng ma thuật hắc ám để chiếm đoạt thân xác của họ. Không những vậy, người đàn ông này thậm chí còn chiếm đoạt luôn cả tên tuổi và thân phận của các nạn nhân. Điều này đưa ta đến một giả thuyết, đó là cái tên Mr. Brown xuất hiện ở ban đầu thực chất cũng không phải là tên của ông ta. Nó chỉ cho thấy rằng nạn nhân trước đó là một người có tên là Brown mà thôi. Vậy nên, để cho dễ phân biệt, tôi sẽ gọi nhân vật này bằng cái tên là Ngài Cú. Rốt cuộc thì Ngài Cú là ai và sức mạnh bí ẩn của ông ta là gì? Trong game, April đã từng nói với nhân vật chính rằng anh phải ngăn cản Ngài Cú thật nhanh trước khi phép thuật của ông ta có tác dụng. Qua chi tiết này, ta hiểu được phép thuật mà Ngài Cú sử dụng là một thứ yêu cầu khoảng thời gian đủ lâu để phát huy hiệu nghiệm. Chính vì lý do ấy nên Ngài Cú đã không bắt đầu công việc ngay từ ngày thứ nhất. Thay vào đấy, ông ta mời nhân vật chính dùng bữa rồi nghỉ ngơi để qua ngày thứ hai. Một chi tiết nhỏ ở đây có thể nhiều anh em chưa nhận ra, đó là với mỗi nhân vật chính khác nhau, khi ta hỏi người quản gia Declan rằng hôm nay có món gì thì ông ấy đều đưa ra một câu trả lời riêng biệt. Và kỳ lạ thay, các món ăn ấy đều trùng hợp với khẩu vị của từng người. Nó cho thấy Ngài Cú hẳn đã tìm hiểu rất rõ về các nạn nhân của mình để có thể câu kéo thời gian của họ càng nhiều càng tốt. Sang đến ngày thứ hai, việc bàn bạc hợp đồng làm ăn lại tốn thêm một ngày nữa. Nên khi đến với ngày thứ ba, pháp thuật của ông ta đã có hiệu lực. Việc người chơi giết Ngài Cú vào thời điểm này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta chỉ đơn giản là hoán đổi thân xác của nạn nhân với mình là xong. Nhưng liệu ông ta có tự mình làm nên mọi chuyện hay không? Hay phải chăng là nhờ đến một kẻ nào đó giúp sức? Well, để giải thích được điều này, ta hãy cùng chú ý vào từng phần đoạn hội thoại có trong game. Sau bữa tối ngày đầu tiên, nhân vật chính có gặp riêng quý cô April để hỏi một số chuyện. Khi ta đề cập đến Ngài Cú, April đã hốt hoảng cảnh báo nhân vật chính và nói rằng anh nên cẩn thận vì ông ta có thể nghe thấy mọi thứ ở trong căn biệt thự. Chính chi tiết này cho ta thấy April chắc chắn đã ở đây đủ lâu, ít nhất là lâu hơn con số vài tuần hay một tháng mà cô nói. Vì chỉ có như vậy thì cô mới có thể nắm rõ được năng lực của Ngài Cú đến mức đó mà thôi. Sau cùng, tuy rất muốn rời khỏi đây, nhưng bằng một lý do nào đó, April lại không thể tự mình thực hiện mà phải bày cách cho nhân vật chính làm hộ. Đó là giết chết Ngài Cú. Khoan đã, điều này nghe rất đáng ngờ. Tại sao cô ta biết rằng Ngài Cú có thể nghe được mọi thứ nhưng vẫn cả gan lên kế hoạch để cùng nhân vật chính trốn khỏi đây? Khá là đáng suy ngẫm đúng không? Nếu đào sâu hơn vào nhân vật April, ta còn thấy rất nhiều chi tiết khác cũng xú không kém. Anh em có nhớ rằng trong bữa ăn, khi nhân vật chính đang cố gắng trình bày thắc mắc của mình về Ngài Cú thì April đã đột nhiên cắt ngang đoạn hội thoại đó bằng một câu hỏi hay không? Đây rõ ràng là một hành động cố ý cho ta thấy giữa April và Ngài Cú ắt hẳn đang có một sự ràng buộc nào đó. Tôi mạnh dạn giả thuyết rằng April thực chất là một con rối do Ngài Cú điều khiển. Hay nói dễ hiểu hơn thì cả hai bọn họ đều cùng một phe. Và cả căn biệt thự này là một cái bẫy đã được dàn sẵn. Nhiệm vụ của April chỉ là đơn giản câu đủ thời gian cho những ma thuật của Ngài Cú phát huy tác dụng là xong. Nhưng cô ta đã thực sự làm như vậy à? Để tôi chỉ cho anh em thấy nhé. Khi được nhân vật ngỏ ý giúp đỡ để trốn thoát khỏi dinh thự, April đã cố tình vòng vo khi nói rằng con gái cô, Josie, đang ở cùng Ngài Cú. Và cô cũng không thể đi khi thiếu con bé.
Ấy vậy nhưng trước đó, khi Josie có cơ hội để theo mẹ mình, thì April lại bảo rằng cô bé nên ở lại với ngài cú. Và chút nữa, cô sẽ quay trở lại ngay. Đây rõ ràng là một cái cớ mà April đã tính đến ngay từ đầu, để cô có cơ hội níu kéo nhân vật chính ở lại thêm một ngày. Còn để giải thích về việc tại sao April lại bày mưu giúp nhân vật chính ám sát ngài cú, thì theo tôi, đây thực chất là một cách làm để hủy bỏ thân xác cũ của ông ta. Vì sau cùng, khi đã chiếm đoạt được cơ thể của nạn nhân rồi, thì cái cũ cũng đâu còn dùng để làm gì nữa, đúng không? Tất cả thực chất đều đã được tính toán từ đầu. Ok, qua phần phân tích vừa rồi, thì ta đã làm rõ được 2 trong số 4 nhân vật của game. Còn về phần Josie, tôi không nghĩ cô bé này đóng vai trò nào quan trọng trong cốt truyện cả. Thế nên hãy gạt nhân vật này sang một bên, để cùng nói về người quản gia Declan nhé. Có thể nói, Declan là nhân vật có sự kiệm lời đặc trưng của một người quản gia. Ông ta chỉ trả lời nhân vật chính một cách ngắn gọn khi được hỏi mà thôi. Và chính điều đó đã biến Declan thành kẻ rất bí ẩn. Nếu anh em để ý, thì anh em sẽ thấy rằng hành động của Declan rất khác so với April. Trong phân cảnh khi nhân vật chính bị ngài cú chiếm đoạt thân xác, thì chỉ có một mình Declan là tỏ ra bất lực thật sự. Trong khi đó, April thì lại dừng dưng đứng nhìn, cho ta thấy việc cô ta giúp nhân vật chính là không thật tâm. Qua đây hình thành nên một nghi vấn, Declan là người duy nhất bình thường trong căn dinh thự này. Nói đúng hơn thì ông ta không hề bị kiểm soát bởi ngài cú. Giả thuyết này cũng không phải là vô căn cứ. Vì nếu anh em có nhớ thì trong cuộc trò chuyện, April có nói rằng bản thân cô ta không hề tin tưởng vào Declan và đó mới chỉ là manh mối nhỏ mà thôi. Thực tế thì vẫn trong những phân đoạn cắt cảnh trước đó, khi nhân vật chính biến đổi, ta có thấy Declan nói rằng ông ta rất khát nước. Bản thân Declan cũng đã khuyên chúng ta không nên sử dụng nước máy. Điều đó chứng tỏ người quản gia cũng không uống nước trong một khoảng thời gian dài. Vậy thì rõ ràng, ông ta hiểu nguồn nước là một thứ nguy hiểm. Thế nên không ngoại trừ khả năng, phép thuật của ngài cú không quá cao siêu. Ông ta chỉ đơn giản là điều khiển các nạn nhân thông qua việc họ sử dụng nguồn nước trong căn biệt thự mà thôi. Nếu giả thuyết này đã đúng, thì việc Declan không bị kiểm soát là điều có thể hiểu được. Có lẽ Declan cũng đã mắc kẹt rất lâu tại dinh thự này, nhưng ông không thể làm gì hơn để giúp đỡ các nạn nhân. Vì ông biết rằng, nếu làm như vậy thì ngài cú chắc chắn sẽ phát giác và ông sẽ bị trừng phạt. Lý do ấy nên Declan chỉ dám đưa ra các gợi ý mơ hồ để nhân vật chính tự ngẫm ra cách xử lý mà thôi. Và ok, qua phần phân tích bên trên thì hẳn anh em đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện có trong Dinner with an Hour đúng không? Nhìn chung thì các tình tiết khá đơn giản, nên việc tự tổng hợp thông tin là không quá khó. Nếu anh em có một tựa game nào hack não hơn, thì đừng ngần ngại mà gửi về cho Cờ Su nhé. Biết đâu nó sẽ xuất hiện trong tương lai thì sao nhỉ? Còn bây giờ, đừng quên bấm like, share để bọn tôi có động lực làm thêm các nội dung khác sớm hơn. Còn giờ thì, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!